Thưa quý vị và các bạn, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, công tác cải cách hành chính hướng tới nền hành chính phục vụ kiến tạo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đang ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, việc này rất cần có sự vào cuộc đồng bộ từ các ngành trung ương đến chính quyền địa phương, bởi hiện nay không ít vướng mắc từ cơ sở do chưa có sự thống nhất giữa nhiều bộ với nhau về cùng một vấn đề. Gần 4 tháng nay, việc xuất khẩu chì nguyên liệu của doanh nghiệp này và một số doanh nghiệp khác ở huyện Văn Lâm sang Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Trung Quốc bị đình trệ. Nguyên nhân là do quy định mới về tờ khai hải quan phải ghi rõ là chì thỏi, chì khối và chì gô thay vì chì ghi chì như trước kia. Do đó, doanh nghiệp phải mất thời gian đi hoàn thiện lại toàn bộ nhiều loại giấy tờ để hợp lệ từ cơ quan quản lý cấp bộ ngành đến địa phương. Ngày xưa chỉ gọi là tên là chì chung chung thôi. Bây giờ là người ta bắt phải là ghi rõ là chì tấm, chì thỏi, chì khối hay là chì hình dáng thể như thế nào phải cụ thể. Tôi nghĩ rằng cái vấn đề mà thay đổi tên đó thì về mặt bản chất thì nó không có gì là liên quan đến các sản phẩm hết. Từ xưa tới nay vẫn là những cái loại chì như thế. Trong bối cảnh các tỉnh trên cả nước đều quyết liệt thực hiện cải cách hành chính nhanh gọn, thông thoáng để thu hút dự án và đầu tư, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Người dân và cộng đồng doanh nghiệp mong muốn việc này tiếp tục được thực hiện hiệu quả hơn nữa, tránh tình trạng trên nóng, dưới lạnh, đồng thời mạnh dạn bãi bỏ những quy định vốn vẫn được gọi là những giấy phép con của một số bộ ngành đang là rào cản cho doanh nghiệp. Để doanh nghiệp phát triển thì các cấp chính quyền ở Việt Nam phải có sự hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời và tốt hơn nữa. Thủ tục hành chính đơn giản hơn nữa, các quy định phải thống nhất và rõ ràng. Ngoài ra là phải đào tạo và chuẩn bị nguồn lao động có tay nghề, có trình độ để phục vụ cho sự phát triển. Hưng Yên đã thành lập cái trung tâm hành chính công, đó là giống như là phòng một cửa. Nhưng mà thực tế chúng tôi vẫn phải đi rất là nhiều những phòng ban để hoàn thiện những cái thủ tục hành chính. Trong những năm qua, chỉ số năng lực cạnh tranh và chỉ số PAPI về hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh Hưng Yên có sự chuyển biến rõ rệt, đáp ứng sự kỳ vọng, mong mỏi của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, điều này là chưa đủ bởi lãnh đạo tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo, đòi hỏi cơ quan quản lý nhà nước cấp sở cùng chính quyền cấp huyện và xã cùng phải mang tinh thần quyết liệt đó vào giải quyết công việc.